Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay chúng ta sẽ review bộ phim Biệt đội siêu anh hùng phần 1. The Avengers là bộ phim với sự quy tụ của các siêu anh hùng như Người Khổng Lồ Xanh, Thần Sấm, Đội trưởng Mỹ, Iron Man. Trong bộ phim này, các siêu anh hùng không nằm trong mục đích của chính họ. Nhưng vô tình, khi trái đất đứng bên bờ xâm lấn, tất cả phải nắm chặt tay nhau để đẩy lùi nguy cơ diệt vong của trái đất. Loki đã đến tìm The Avengers, cùng này trao cho Loki cây quyền trượng có gắn viên đá tâm trí. Hắn muốn Loki cướp khối lập phương Tesseract, chỉ có khối lập phương mới có thể mở được cánh cổng không gian, lúc đó quân đội của hắn sẽ xâm chiếm trái đất. Loki sẽ là người dẫn đầu binh đoàn Chitauri, thực hiện dã tâm trả thù con người vì đã xem thường hắn ta, nhưng nếu thất bại thì The Avengers sẽ làm cho Loki thật sự đau khổ hơn cả chết. Lúc này ở trái đất, Nick Fury giám đốc của tổ chức siêu bước xuống từ trực thăng, đây là trung tâm nghiên cứu thử nghiệm khối Tesseract, nơi việc sơ tán đang được gấp rút, đưa người dân đến nơi an toàn, việc này cần phải được làm trong vài giờ. Tiến sĩ Eric là người dẫn đầu nhóm nghiên cứu tại đây, ông lý giải cho Fury rằng, khối Tesseract đang kích hoạt phát ra nguồn năng lượng bất thường, nó đang tự hoạt động và phát ra bức xạ nguy hiểm, và những tia gamma này thật sự đáng sợ. Đặc vụ Barton nói với Fury khối lập phương là cánh cửa tới một cực khác ngoài không gian, cánh cửa được mở từ hai phía mà, anh nói chưa dứt lời, thì viên đá Tesseract bắt đầu rung chuyển, phóng ra một tia sáng cực mạnh về phía trung tâm. Cánh cổng không gian dần mở ra, Loki xuất hiện với ánh mắt lạnh lùng, trên tay hắn là cây quyền trượng của The Avengers. Loki tấn công Fury cùng những người nơi đây. Hắn dùng quyền trượng thôi miên đặc vụ Barton và sau đó là tiến sĩ Eric cùng một số người khác. Fury thấy tình thế bất lợi, ông liền lấy khối lập phương cho vào ba lô và rời đi. Loki đã biết và chặn Fury lại, mục đích của ông ta là câu giờ cho nơi này phát nổ để giết chết Loki. Hắn sai người bắn chết Fury và cướp lấy khối đá. Khi vừa ra tới cổng, Fury đã thông báo cho đặc vụ Hugh biết rằng chúng đã trộm viên đá, nhưng bọn chúng đã lên xe rời đi. Cô liền lái xe đuổi theo sau bọn chúng. Cô lái xe chặn đầu chúng nhưng rất nhanh đã bị Barton bỏ lại phía sau. Lúc này cánh cửa không gian bắt đầu sụp đổ. Fury và thuộc hạ của ông đã lên trực thăng an toàn rời đi. Mặt đất phía dưới bị hút vào cánh cửa, biến vùng đất này thành cát đá ngỗ ngang. Hugh đã bị đống đổ nát cản trở lại, Fury dùng trực thăng chặn đầu xe của bọn chúng. Tuy nhiên Loki chỉ cần dùng chút sức mạnh của quyền trượng, đã dễ dàng bắn hạ chiếc trực thăng, vậy là hắn đã cưỡng mất với khối lập phương Tesseract. Fury cảnh báo mức độ 7 an ninh, chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh giữa con người và lực lượng xấu xa ngoài trái đất. Fury họp mặt cùng các nhà lãnh đạo trong tổ chức an ninh thế giới. Ông lý giải rằng Loki khơi mào chiến tranh, hắn không phải là thần dân Asgard, hắn dựa vào sự trợ giúp của một thế lực đen tối. Bây giờ chúng ta cần một lực lượng để phản kháng, ông đề nghị dự án siêu anh hùng cần được phục hồi. Tuy nhiên đám người này từ chối ý kiến của ông, họ cho rằng các siêu anh hùng là kẻ quái dị. Nhưng Fury đã đặt lòng tin vào các siêu anh hùng bảo vệ con người, họ sẽ chiến thắng. Dự án Avengers bắt đầu tìm lại những siêu anh hùng đã bị lãng quên. Tại một nhà kho của nước Nga, cô gái xinh đẹp này đang bị trói để thẩm vấn, bởi vì cô ấy là quả phụ đen nổi tiếng, tướng chỉ huy muốn cô khai báo thông tin mật, hoặc sẽ bị tra tấn. Vừa cầm cây kềm nhổ định răng cô gái, một cuộc điện thoại gọi đến, nếu không đưa cô gái nghe máy, thì nơi này sẽ nổ tung. Đầu dây bên kia là đặc vụ Phil, anh ta nói là Barton đã bị mua chuộc và phản bội lại tổ chức. Cô nói anh hãy đợi máy, sau đó bắt đầu tấn công những người này, các bạn không nên xem thường những cô gái đẹp nhé. Nhiệm vụ đầu tiên là thuyết phục tiến sĩ Banner chính là người khổng lồ Hulk trở về. Tại xứ Ấn Độ, một bé gái chạy thật nhanh đến cầu cứu bác sĩ Banner, người nhà cô bé bị bệnh dịch nặng sắp chết. Bác sĩ Banner nhìn cô bé không thể nào ông từ chối được. Banner bám sát con bé đi đến một ngôi nhà lụp sụp, con bé đã trốn mất tích. Lúc này một người phụ nữ bước ra chính là đặc vụ Romanov. Bác sĩ Banner khen cô thông minh khi dụ anh ra khỏi thành phố, nơi này chắc hẳn đã bị bao vây. Cô gái nói chỉ có anh và tôi mà thôi, còn giới thiệu mình đại diện cho tổ chức SEAL. Cô đưa hình ảnh khối lập phương Tesseract cho tiến sĩ xem. Romanov giải thích viên đá bị đánh cắp và nó phát tia gamma quạ yếu để lùng theo, và không ai biết được về gamma nhiều như Banner. Anh hét lên giận dữ với Romanov, cô nhanh tay chĩa súng vào Banner. Thật ra anh ta chỉ muốn xem phản ứng của cô gái này thôi. Anh bảo chúng ta có thể làm việc này nhẹ nhàng mà không dùng quân đội và vũ khí nè. Lúc này Romanov mới hết phòng bị và bảo quân lính phía bên ngoài rút lui. Ở một nơi khác, anh chàng Roger đội trưởng Mỹ đang đánh bao cát. Anh nhớ lại nỗi ám ảnh của thời thế chiến. Khối Tesseract đã làm Roger đông cứng toàn thân. Trong suốt thời gian 70 năm anh đã ngủ đông suốt. Đích thân chỉ huy Fury đến tìm Roger. Anh nói với Fury khi mình ra đi thế giới vẫn còn chiến tranh. Lúc tỉnh dậy họ nói đã chiến thắng, mà không kể đến những mất mát. Nhiệm vụ mà Fury giao cho đội trưởng lần này, đó là khối Tesseract làm anh bị đông cứng năm xưa. Cha của người sắt đã vớt nó lên cùng với anh. Anh hỏi ai đã lấy trộm nó, sau đó tiến sĩ nói anh cần phải hòa nhập nhiều thứ nếu tham gia biệt đội lần này.
ông còn cáo với anh $10. Sau đó Roger rời đi và nói các người lẽ ra nên để viên đá đó dưới biển sâu. Dưới đáy đại dương, tỷ phú người sắt Tony Stark đã lắp xong đoạn cáp cuối cùng. Đây là công trình năng lượng sạch lấy tòa tháp Stark làm tâm điểm của nguồn năng lượng này. Và ông đang chuẩn bị nhân rộng ra cho các tòa tháp khác của ông. Stark hạ cánh nơi sân thượng của ngọn tháp, vòng tròn này tháo dỡ các chi tiết của bộ giáp ra. Vợ ông đang kiểm tra mức độ ổn định của nguồn năng lượng, Stark khen vợ mình, tất cả những thứ này đều nhờ bàn tay khéo léo của cô làm. Ông nói tòa tháp này là thành quả của chúng ta. Em đã có 12%. Stark nói công trình tiếp theo sẽ đặt tên của em. Hai vợ chồng đang vui vẻ bên nhau thì đặc vụ Phil đã mở cửa vào. Phil đưa cho Tony một máy tính chứa các thông tin của vụ trộm khối Tesseract. Stark vừa kiểm tra vừa nói với vợ là đáng lẽ chúng ta đã có thời gian bên nhau. Cô gật đầu nói em cũng đã tận hưởng 12% rồi. Các thông tin hiển thị lên đúng là sự việc nghiêm trọng hơn ông nghĩ. Bởi vì vợ ông phải bay sang thành phố khác nhân rộng công trình tòa tháp. Cô hôn Stark rồi rời đi. Stark nhìn khối Tesseract bắt đầu cho một thử thách mới. Trên một chiếc chuyên cơ, Phil hộ tống Roger về căn cứ. Phil nói mình rất vinh dự khi được gặp anh. Phil đã có mặt khi đội trưởng còn đang hôn mê. Không những vậy, ông cũng góp phần nhỏ trong việc thiết kế bộ quân phục. Roger nói nó vẫn trông cổ điển à. Phil lý giải mọi việc diễn ra đều đưa ta tới ánh sáng. Ai cũng cần có một chút lỗi thời. Loki chỉ đạo tiến sĩ Eric và thuộc hạ ngày đêm chế tạo để mở cánh cổng không gian. Cuối cũng đã đến căn cứ của tổ chức, nhìn các máy bay Roger cảm thấy thật thân quen. Tại đây anh gặp được tiến sĩ Banner, cả hai phát hiện ra họ đang đứng không phải là một chiếc tàu, mà là một chiến hạm bay hạng nặng. Bốn cánh quạt bắt đầu hoạt động, đẩy chiếc tàu dần ra khỏi mặt nước. Fury ra lệnh bật chế độ tàng hình, các ô phản chiếc phát sáng. Bây giờ chiếc tàu đã biến mất, vậy là Roger đã thua $10. Các máy tính đã quét được nơi mà Loki xuất hiện. Tại đây hắn bắt một người và đâm vào mắt ông ta. Một nơi khác Barton đã mở được cánh cửa, lấy đi thiết bị Iridium để ổn định năng lượng khối Tesseract. Loki bắt người dân quỳ dưới chân mình. Hắn cho rằng loài người là giống nô lệ, sinh ra để bị thống trị. Lão già này can đảm chống lại Loki. Roger đã xuất hiện kịp thời để cứu mọi người. Dường như ngủ đông lâu quá nên đội trưởng có vẻ yếu đi. Iron Man xuất hiện và dễ dàng hạ được Loki. Hắn ta giơ tay đầu hàng. Bọn họ lên máy bay trở về căn cứ. Roger cảm thấy rất lạ khi Loki bị đánh bại quá dễ dàng. Sấm chớp bắt đầu nổi dậy, có một người xuất hiện và cướp Loki, đó chính là Thor, anh trai của Loki. Thor hỏi Loki đã cất giấu khối lập phương ở đâu. Anh còn nói những người thân đã lo lắng cho hắn rất nhiều và mong hắn hãy trở về Asgard cùng anh. Đang nói chuyện thì người sắt đã bay tới kéo Thor đi xa. Thor tỏ ra xem thường Iron Man và về những điều anh ta biết. Anh còn ném cây múa vào người sắt, có vẻ như Iron Man đáp trả cũng không kém phần. Thor lấy sấm chớp đánh vào người sắt, không ngờ lại nạp điện cho anh ta. Với sức mạnh này thì không ai thua ai. Roger cũng xuất hiện vừa kịp lúc, Thor dùng búa đập mạnh vào chiếc khiên. Một vụ nổ lớn làm cho nguyên khoảnh đất ảnh hưởng. Thor đã chấp nhận đưa Loki trở về con tàu, cho đến khi bọn họ tìm được khối Tesseract. Thor nói cho mọi người biết mục đích của Loki, dẫn đầu một quân đoàn vũ trụ xâm chiếm trái đất. Stark cũng vào phòng họp, anh cố tình đánh lạc hướng sự chú ý mọi người, sau đó lén đặt con chip để giải mã thông tin mật. Rồi Stark khen ngợi Banner, anh thích cái kiểu Banner bị mất kiểm soát rồi biến thành con quái vật xanh lè. Người sắt dường như đã phát hiện ra một điều gì đó từ nơi này, tại sao Fury lại cần khối lập phương kia như vậy. Nói xong đội trưởng bước ra ngoài khám phá con tàu. Trên một chiếc xe tải, tiến sĩ Eric đang lắp ráp những bộ phận cuối cùng của cổ máy vận hành viên đá Tesseract. Thor nói với Phil ngày xưa Loki đã làm cho con người các anh chịu khổ và bây giờ hắn lại làm thế. Suy nghĩ của Loki rất khác lạ, không chỉ ham muốn quyền lực mà còn là để trả thù Thor. Không đau đớn nào có thể ngăn cản được hắn ta. Romanoff đến tìm Loki, cô rất muốn biết hắn đã làm gì với Barton. Bởi vì cô nợ anh ấy một mạng, Loki đã bị cô dẫn dụ khai ra mục đích hắn. Hắn muốn thả người khổng lồ xanh để phá hoại con tàu. Nhóm siêu anh hùng đã biết được mục đích cuối cùng khi lấy lại được khối lập phương của Fury. Bằng chứng không thể chối cãi của người sắt, nên Fury bắt đầu thú nhận. Một năm trước đây người ngoài hành tinh đã phá hoại một thị trấn, và ông nhận ra vũ khí của con người quá yếu, không thể chiến đấu được với thế lực ngoài trái đất. Loki đã thành công trong việc chia rẽ bọn họ. Đội trưởng thì chê Stark bỏ áo giáp kia ra, anh là cái quái gì, anh chỉ chiến đấu cho bản thân mà thôi. Stark chê Roger mọi thứ anh có đều đến từ những ống nghiệm.
Lúc này Fury muốn nhốt tiến sĩ Banner vào chiếc lồng vì sợ ông ấy biến đổi sẽ phá hoại con tàu. Tiến sĩ Banner tỏ vẻ bức xúc vì không có cách nào có thể giết chết được con người kia, ông đã quá mệt mỏi. Fury rút súng cảnh giác vì Banner đã cầm quyền trượng từ khi nào. Tín hiệu báo động đã tìm được khối lập phương. Trong khi mọi người đang cãi nhau, cây quyền trượng đã dẫn đường cho Barton và thuộc hạ của Loki tấn công con tàu. Barton nhấn nút làm nổ một động cơ của con tàu. Vụ nổ lan sang phòng thí nghiệm. Stark đi lấy bộ giáp ra chiến đấu. Banner mất dần kiểm soát, sau đó ông biến thành người khổng lồ xanh và tiến hành đập phá khắp nơi. Chỉ huy Fury ra lệnh cho người điều khiển con tàu đáp xuống biển ngay, chỉ cần một động cơ bị nổ là con tàu sẽ rơi. Người sắt và đội trưởng cùng nhau phối hợp sửa chữa vết nổ bên ngoài con tàu. Đội trưởng kéo bảng điều khiển ra kiểm tra mạch điện. Người khổng lồ xanh đuổi theo đặc vụ Romanov. Họ đã đến kịp lúc và đẩy Hắc ra một nơi xa. Cả hai bắt đầu đánh nhau. Anh dùng một búa tán mạnh vào Hắc, tuy mạnh nhưng Hắc không thể cầm nổi cây búa. Một chiếc phi cơ tấn công Hắc từ bên ngoài, Hắc lao ra khỏi con tàu, anh xé xác chiếc phi cơ ra từng mảnh và rơi tự do xuống đất. Iron Man đã phá bỏ được vật cản tuabin, Barton đã cho lính tấn công và anh ta dùng cung tên bắn vào cần điều khiển, thành công vô hiệu hóa một động cơ của con tàu. Con tàu bắt đầu rơi tự do. Romanov nhận lệnh đi bắt Barton, cả hai đánh nhau, tuy nhiên Barton không phải là đối thủ của Romanov. Loki dùng ảo ảnh lừa Thor vào trong chiếc lồng. Phil dùng súng phóng hạt nhân chĩa vào Loki, nhưng bất ngờ Loki đã đâm anh từ phía sau, hắn thả cái lồng rơi từ trên cao xuống đất. Cũng may Thor đã thoát thân kịp thời, đặc vụ Phil dùng chút hơi thở bóp có bắn vào Loki, Iron Man dùng bản thân đẩy cánh quạt để động cơ khởi động lại. Anh bị cánh quạt hút vào, nếu Roger gạt cần kịp thời, nếu không thì anh đã toi mạng. Loki tranh thủ lúc rối loạn hắn đã lên máy bay tẩu thoát. Phil xin lỗi chỉ huy Fury vì anh đã để bọn chúng tẩu thoát, sau đó anh chết. Chỉ huy Fury dùng những tấm ảnh trong túi áo của Phil để khích lệ tinh thần các siêu anh hùng. Bởi vì đội trưởng là thần tượng trong lòng của Phil. Fury nói mình muốn chế tạo vũ khí từ khối lập phương là sự thật. Ông muốn tập hợp những siêu anh hùng lại để họ cùng ông chiến đấu trong lúc nguy hiểm cấp bách như thế này. Phil đã chết với niềm tin và ý tưởng đó. Một người cảnh sát già đã phát hiện ra tiến sĩ Banner, trên người không một mảnh vải. Anh hỏi mình có làm ai bị thương không. Ông lão đã chứng kiến toàn bộ sự việc khi anh rơi xuống đất. Và ông ta trao cho Banner một bộ đồ và nói nếu như anh không phải người ngoài hành tinh thì trong anh có vẻ không ổn đâu. Barton đã tỉnh lại, anh cảm thấy mệt mỏi, cảm giác bị người khác chiếm lấy tâm trí thật khó chịu. Romanov nói tôi đã đập thật mạnh vào đầu anh để giúp anh lấy lại tâm trí. Anh hỏi cô là điệp viên, vậy nguyên nhân gì khiến cô lao vào cuộc chiến? Romanov nói trên áo dính bụi, nên cô chỉ phủi đi mà thôi. Iron Man đã suy đoán được nơi mà Loki để khối lập phương, chính là tòa tháp của anh. Iron Man lao đến tòa tháp, anh thấy tiến sĩ Eric đang nhìn cổ máy. Stark dùng năng lượng bắn vào khối lập phương, bây giờ thì nó đã tự vận hành và bao bọc bởi năng lượng thuần khiết. Stark liền dùng phương án trì hoãn Loki, anh cởi bộ giáp ra và mời hắn uống rượu. Stark dùng những lời lẽ để phân tán sự chú ý của Loki. Và nếu như binh đoàn Chi Tao Di có đến đây thì ông vẫn sẵn sàng chiến đấu cùng đồng đội. Loki cảm thấy lạ lùng khi dùng quyền trượng thôi miên Stark, hắn bóc cổ và ném Stark ra khỏi tòa tháp. Anh đã ấn nút gọi bộ giáp tới. Sau đó Iron Man bắn Loki nằm sắp mặt. Khối lập phương đã bắn thẳng lên trời mở ra cánh cổng. Binh đoàn Chi Tao Di đã đợi thời điểm này rất lâu. Chúng tràn xuống phá hủy trái đất. Một mình Iron Man đối phó với bọn chúng. Với hỏa lực của anh thì chỉ làm chậm một phần nào của chúng mà thôi. Bọn chúng tấn công bất cứ nơi nào mà chúng bay đến. Người dân hoảng loạn chạy khắp nơi, Loki bắt đầu chiêm ngưỡng thành quả, Thor trở về và yêu cầu hắn tắt ngay khối lập phương. Loki và Thor lao vào đánh nhau, người sắt liên lạc với phi cơ chặn bắn lũ quái vật. Sau khi thấy Thor và Loki đánh nhau, Barton chỉ súng vào Loki, nhưng đã bị hắn dùng quyền trượng tấn công, chiếc phi cơ bắt đầu lao xuống mặt đất. Ba người yểm trợ một góc của thành phố, lúc này có một con quái vật xấu xí to lớn lao xuống phá hủy thành phố, vô số tên lính bám vào các tòa nhà bắn giết người dân, Iron Man bay theo quan sát điểm yếu của nó để tiêu diệt. Họ ấn đầu Loki xuống cho hắn xem cảnh tượng thành phố bị phá hủy. Nhân lúc sơ hở hắn đã đâm lén Thor, dù là vậy hắn cũng không phải đối thủ của anh, hắn bám vào một con quái vật trốn thoát, lũ quái vật ngày càng nhiều, chúng tàn phá các con đường, mọi nơi đều ngập tràn trong biển lửa. Barton và Romanov ở lại chặn chân lũ quái vật và sơ tán thường dân, đội trưởng Mỹ tiến thẳng về phía trước, ra lệnh cho cảnh sát đến các khu nhà phía trước, di tản người dân xuống tầng hầm. Hoặc tàu điện ngầm, anh cần vành đai trong phạm vi 39 tòa nhà, Iron Man đã dùng pháo sáng dụ con quái vật sang hướng khác. Thor dùng sấm sét tiêu diệt lũ quái vật. Lúc này tiến sĩ Banner cũng chạy xe máy vừa tới. Anh xin lỗi về những chuyện kinh khủng đã xảy ra.
Đằng xa, Iron Man đã dẫn dụ con quái vật lao thẳng đến, lúc này có thể dùng đến cơn thịnh nộ của người khổng lồ xanh, hắc đấm một quả vào đầu con quái vật, nó bị nổ banh xác, những con quái vật con kêu gào thảm thiết, lúc này biệt đội siêu anh hùng đã tập hợp lại đầy đủ, Loki thấy vậy bèn cử hết toàn bộ binh đoàn chi tao di xuống trái đất, những con quái vật lúc này còn đông hơn, đội trưởng lên nhiệm cho từng thành viên, Stark và Barton lên máy nhà tấn công bọn quái vật bay, Thor tiến lên phía trước chặn chúng từ cánh cổng, còn Hulk thì được đi dạo chơi. Còn lại đội trưởng và Romanov ở lại chiến đấu mặt đất. Iron Man dẫn dụ bọn quái vật bay ra khỏi các con phố sau đó tấn công chúng. Barton dùng cung tên xử lý những tên còn sót lại, người khổng lồ xanh nhảy đông rồi lại sang tây, bay lắc các kiểu với bọn quái vật, anh kéo một con quái vật bay ra khỏi một tòa nhà đông dân, Romanov dùng chiếc khiên đội trưởng nhảy lên một chiếc tàu bay của bọn quái vật, người sắt và đội trưởng liên thủ giết những con quái vật nhỏ, Thor và khổng lồ xanh cũng hạ thêm một con quái vật bay ghê tởm này. Quân đội lúc này đã vào cuộc, đội trưởng Mỹ vào một tòa nhà cứu người dân, bọn quái vật định ném bom giết hết mọi người nơi đây. Anh dùng tấm khiên đỡ trái bom, mặc dù đã giải quyết xong bọn chúng, nhưng bịt mặt của anh đã mất. Có một cô gái đã thấy được gương mặt thật của Roger, cấp trên của Fury quyết định phóng tên lửa hạt nhân vào bán đảo Manhattan. Barton đã thấy Loki xuất hiện, anh nhắm mũi tên vào hắn, mũi tên đã nổ tung và hắn rơi xuống đất. Hắn vẫn cao ngạo tự xưng mình là thần thánh với Hulk, người khổng lồ xanh đã hành cho hắn một trận ra trò, đúng là thánh yếu xỉu mà. Tiến sĩ nói cho Romanov biết rằng chỉ có cây giáo của Loki mới có thể đóng được cánh cửa không gian, người sắt không còn nhiều năng lượng nữa, anh quyết định bay vào bụng quái vật và cho nó nổ tung. Bọn chúng số lượng quá động với biệt đội các siêu anh hùng, chúng tập trung hỏa lực lại bắn vào Hulk. Lúc này một máy bay cất cánh khỏi chiến hạm, Fury đã dùng súng phóng lựu phá hủy, nhưng lại chậm một bước, tên lửa hạt nhân đã được di chuyển vào Manhattan. Người sắt được lệnh chặn đứng tên lửa, anh đỡ lấy tên lửa đâm qua cánh cổng không gian, hướng tên lửa vào con tàu mẹ, bộ giáp cũng hết năng lượng, Iron Man đã rơi tự do. Romanov bắt đầu dùng quyền trượng của Loki khóa cánh cổng lại, Stark rơi vừa kịp lúc cánh cổng khép lại, Hulk đã đỡ anh từ trên cao, mọi người tưởng anh đã chết, Hulk gào lên một tiếng làm anh tỉnh dậy, what the hell, không phải ai đó vừa hôn tôi đó chứ, họ đã chiến thắng thật sự rồi, nhưng trước khi ăn mừng, họ vẫn còn một chuyện để làm. Loki tỉnh dậy, hắn ta thấy mọi người có mặt đầy đủ, liền mời mọi người uống chút gì đó giải khát. Người dân bắt đầu ngợi ca những siêu anh hùng đã chiến đấu bảo vệ hết mình vì người dân. Thor đem viên đá Tesseract và tên tội phạm chiến tranh Loki trở về Asgard. Chỉ huy Fury cũng báo cáo với cấp trên viên đá đã thuộc về nơi của nó. Các anh hùng cũng trở về cuộc sống bình thường. Đặc vụ Hugh hỏi Fury bây giờ mỗi người họ một nơi, nếu chiến tranh xảy ra một lần nữa phải làm sao? Fury nói họ sẽ trở về bởi vì chúng ta cần họ. Cuối phim, Iron Man và vợ cùng nhau mở rộng mô hình tòa tháp năng lượng Stark. Đến đây là hết phim rồi nè. Đây chỉ là bộ phim khoa học viễn tưởng, tuy nhiên bộ phim khắc họa bản chất con người rất rõ ràng, con người ta chỉ vì tham lam quyền lực và trả thù cá nhân mà dẫn đến chiến tranh vô nghĩa. Hậu quả ảnh hưởng nhiều nhất là người dân, một khi thế giới xảy ra chiến tranh, mình tin rằng các siêu anh hùng sẽ cứu lấy trái đất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, hãy đăng ký để xem các review mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn.